Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video. Hôm nay thì mình đang có mặt đây cùng với Hải Nam ạ. Và hôm nay thì Nam với mình sẽ cùng có mặt đây để chúng ta bàn về một cái câu chuyện. Đó là hiện tại điện thoại thì có hai thành phần, đó là màn hình cũng như camera. Và như các bạn đã biết rồi thì xưa nay chúng ta có một cái khái niệm, đó là màn hình tươi bắt mắt, rồi màn hình chân thực, camera cũng tương tự. Có những người thì thích chụp camera này bởi vì màu lên rất là rực, và có những người thì thích chụp camera đem lại một độ trung thực cao. Thì ví dụ như là trường phái của iPhone này, rồi chúng ta sẽ còn có rất nhiều các thiết bị khác ở trên thị trường. Ngày xưa có công nghệ Super AMOLED, cũng có những cái tùy chỉnh như thế. Vậy thì rốt cuộc là sau rất nhiều vụ cãi nhau, chúng ta sẽ cùng nói việc đó là mọi người sẽ cần màn hình camera chân thực hay là cần màn hình và camera nịnh mắt. Chúng ta hãy đến với chủ đề ngày hôm nay. Đầu tiên thì ở góc độ của em thì theo em thì em thích cái điện thoại của mình như thế nào? Vâng, theo góc độ của em thì em sẽ thích màn về màn hình đi ạ. Đầu tiên về màn hình thì em sẽ thích một cái màn hình nó có độ trung hòa nhất định. Chẳng hạn như là trước kia thì là Samsung của Samsung Galaxy S9 này, S9 Plus hay là S8 thì có màn hình Super AMOLED nhưng mà nó quá rực rỡ, bản thân em dùng một lúc em thấy nhức mắt và không thích. Nhưng mà từ lúc khi lên S10 Plus, S10 series thì nó sẽ lên tầm là nó có một độ trung hòa nhất định, bắt đầu nó tinh chỉnh cho màu sắc không còn quá rực rỡ nữa. Thì cái màu sắc đấy là em rất là ưng về S10 series. Đó, còn về camera thì bản thân em lại rất là thích về camera. Nó có một, nó không quá là rực rỡ nhưng mà nó cũng đủ dùng để có những bức ảnh ăn sẵn, bởi vì em rất hay chụp chân dung, rất hay chụp phong cảnh, không phải là chân dung. Thế nên em cần một bức ảnh mà có thể up ngay lên được. Đó. Còn về anh Vinh thì sao? Vâng, như các bạn đã thấy là đấy là quan điểm của bạn Nam, là bạn ấy muốn có một cái gì đấy nó sẽ trung tính hơn. Trong khi đó thì cá nhân mình thì lại là một người rất thích một cái màn hình có thể tùy chọn giống kiểu S10, chính xác là như vậy. Gọi là cái nhu cầu chúng ta lúc sẽ như là mình hay xem phim, thì những cái màn hình mà có màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao, lúc đấy xem phim thì rất là tuyệt vời. Và cái đấy với camera thì mình lại rất là thích, cụ thể đây như kiểu là iPhone nó điều kiện đầy đủ sáng, chụp là gì? Cảm giác là cái hình ảnh của nó đem lại ta một cái khả năng sau khi chỉnh sửa cực kỳ tốt. Xưa nay nếu mà so iPhone với lại Android thì iPhone luôn kém hơn cái khoản chụp ảnh ban đêm, thiếu sáng kém hơn. Nhưng mà người ta lại rất thích iPhone ở cái chỗ là các ứng dụng mà sau khi mà chỉnh sửa ảnh từ iPhone ấy, nó đem lại khả năng chỉnh được chi tiết, màu sắc, mọi thứ nó rất là tuyệt vời. So với cái việc là chúng ta chụp những cái chiếc máy Android, ảnh JPEG thường là đã bị can thiệp sâu quá về màu sắc. Vâng ạ. Thì đặc biệt chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điểm đặc trưng, đó chính là việc camera selfie. Gần như camera selfie đã biến chúng ta thành một con người hoàn toàn khác. Kể cả là với ứng dụng người ta cứ cố muốn là không giống mình. Thì em nghĩ sao quan điểm này? Em thấy thì là về đặc biệt về camera selfie thì em cảm thấy là các gọi là các nhà sản xuất Trung Quốc đi, thì người ta đang làm cho cái camera selfie nó quá ảo. Đúng. Khiến cho bản thân mình còn không nhận ra mình trong ống kính nữa. Đúng rồi, nếu mà sau này mà mình có chết thì bố mẹ có treo cái biển mất tích bằng cái việc là dùng cái ảnh đấy có khi không ai tìm ra. Vâng, không ai tìm được đâu, bởi vì không nhận ra mình mà. Đúng rồi, không nhận ra được. Thực ra người ta bảo là có cung mới có cầu. Nếu em không có nhu cầu thì rõ ràng là chả có lý do gì mà tại sao người ta sẽ cần phải áp dụng tính năng đấy. Thì cho thấy là rõ ràng là cái đối tượng người là cần một cái camera thật là ảo diệu. Đối với selfie, trông càng khác mình càng tốt thì là nhu cầu rất là cao. Vậy thì về cái phần màn hình thì theo em là chúng ta cũng có nhóm nhu cầu là cần một cái màn hình gọi là nó thực sự là phải ảo diệu không? Và về em bản thân em thấy là về màn hình, về độ rực rỡ hay là chân thực thì em sẽ chia làm hai trường phái đi. Thì giữa về màn hình rực rỡ thì em thấy là màn hình rực rỡ rất phù hợp với các bạn người dùng phổ thông hiện nay. Bởi vì các bạn mua máy về thì dùng để làm gì? Thứ nhất là các bạn muốn mua về để giải trí. Đúng. Và để giải trí thì sẽ là nào là on Facebook này, nào là lên YouTube, nào search vật vào Studio Relapse hay là Lâm Đấm để ngồi xem YouTube để cảm giác là đấy. Thì đương nhiên một màn hình rực rỡ thì nó sẽ nịnh mắt, mà càng nịnh mắt thì giải trí càng sướng. Thế em thấy là về màn hình rực rỡ người dùng phổ thông sẽ rất là chuộng. Đúng rồi. Thực ra ngay cả không chỉ điện thoại đâu mà TV bây giờ người ta làm TV OLED đấy. Có những cái TV OLED cho chúng ta hiện tại như của LG, Sony, họ có những cái tùy chỉnh cho cái màn hình rất là rực. Thế thì rõ ràng là có những cái người thì cứ chửi về những cái loại màn hình là bảo là rực như vậy làm thiếu đi sự chân thực, làm cho chúng ta không cảm nhận được vẻ đẹp sự chân thực. Nhưng nếu mà trong một cái sân cỏ nó mà quá chán ấy, chúng ta xem nó cũng rất là buồn bởi vì nó không có đủ nổi khối, đúng không? Vâng, đúng, kiểu giống kiểu sân cỏ Việt Nam ấy. Đúng rồi, nó như kiểu là cỏ đen đấy các bạn. Nhưng ngược lại thì cũng có nhóm người tiêu dùng thì lại là cho rằng là chúng ta sẽ cần những màn hình chân thực. Thì theo em màn hình chân thực cần trong lúc nào? Đúng những rồi. Người đấy người ta không phải fan màn hình ảo diệu. Và thứ hai nữa là đối với những người dùng mà thiên về cái những cái tác vụ đồ họa chuyên nghiệp cao, chẳng hạn như là các anh về editor này hay là các anh cameraman ấy. Anh thấy cái điều này rất hay gặp ở trong cái trường hợp đó là đặc biệt với nhóm người mà hay đi chụp mà chuyên môn như kiểu liên quan đến hoa chẳng hạn. Với một bông hoa nếu chúng ta chụp sai về màu sắc sẽ gần như là rất khó để đem về nhà lấy thông tin, đúng không? Vâng. Thứ nhất, điện thoại rất khó khăn với việc chụp màu tím. Màu tím đối với điện thoại là một thách thức.
Thứ hai là rất nhiều một có một loại hoa màu đỏ mà điện thoại khi chụp sẽ rất hay bị mất chi tiết và bị lẹm vào bên trong. Đấy là những cái điều mà lúc tại sao ta cần một cái sự chân thực cao. Và nếu các bạn mở một cái bảng màu ra thì rất nhiều TV không hiển thị được chính xác giữa cái sự chuyển vùng giữa màu cam, màu đỏ và đến khi đó là hai màu bị hòa quyện vào với nhau. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là qua cái vấn đề này mọi người sẽ biết có những lúc chúng ta sẽ rất cần những cái là phải chân thực đó, như những trường hợp chúng ta vừa nói. Vâng. Nhưng mà cũng có trường hợp chúng ta phải cần những cái sự ảo diệu đúng không? Vâng, đấy chính xác ạ. Thế nên là cần một cái sự, em thấy là cần một sự ổn định và dung hòa. Đúng. Đấy, như kiểu cái S10 này em thấy nó rất là ưng này. Cái màn hình của nó không quá rực rỡ mà lại ok. Mà camera cụ thể hơn là gọi là chúng ta có thể tùy chỉnh được. Vâng. Mình mong muốn tất cả nhà sản xuất điện thoại cũng có thể làm giống kiểu TV. Là tùy các mục đích, là tôi có thể chuyển sang là rực rỡ, chúng tôi có thể chuyển về chế độ để chơi game, để xem phim hay gì đó. Để làm sao mà hình ảnh thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của mình. Vâng. Đó. Thế thì còn các bạn thì mọi người sẽ thích một cái camera thật ảo diệu, một cái màn hình hiển thị thật là đẹp, rực rỡ, hay các bạn sẽ thích cái sự trung thực nhất có thể được ở trên cả hai yếu tố này. Hãy bình chọn góc màn hình cho bọn mình biết và comment bên dưới. Thì các bạn sẽ truy cập ngay link bên dưới tại Savonet tham khảo giá bán của cái chiếc iPhone XS Max. Hoặc là bạn Nam đây đang dùng cái chiếc Samsung Galaxy S10 thì bạn thì truy cập vào link tại Savonet. Ta đặc biệt đang có chương trình mà sẽ giảm giá dành cho cái chiếc Galaxy S10 và S10 Plus để các bạn thể mua tốt hơn so với niêm yết ban đầu và cũng như là các sản phẩm iPhone XS Max chính hãng. Và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Chào các bạn nữa kìa. Chào các bạn, mình là Hải Nam. Ok. Sao không lấy cái tên gì ấy? Hải Dương hay là một cái tên gì nó biển một tí. Hải Nam nghĩa là sao? Hải Nam nghĩa là biển vùng phía Nam. Vâng, biển vùng phía Nam.